we sail a little bit higher. Lắng băng
chúng ta cùng chào đón những gương mặt đại diện của tất cả các nước đến với Met Gala của Love the Sun Sài Gòn tới đây. Chúng ta cùng chào đón người đẹp Lam Kim Nguyên đại diện cho Thái Lan thưa quý vị. Ở dưới được băng quý vị nhé, chúng ta cùng chào đón người đẹp đến từ Thái Lan, Lam Kim Nguyên. Đại diện của Việt Nam đến từ Mỏ Cày Bến Tre, nhìn hàm răng là nhận ra liền quý vị, người đẹp Mai Thiên Tài. Chúng ta cùng chào đón một nhan sắc dễ thương, người đẹp Thảo Nhi. Ngay bây giờ, người đẹp cầu cầu. Chúng ta cùng chờ đó một lần nữa một trang sách mới của đoàn tư vấn tập thời người đẹp luôn đi của quý vị. Mới trùng tu. Sell